Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Vũ TV của mình. Nhớ đăng ký kênh Trang Vũ để theo dõi và bấm nút chuông bên dưới để theo dõi những video mới nhất của mình. Hôm nay em sẽ gửi đến tất cả các anh chị cũng như các bạn một video mới nhất về những cái mẫu sản phẩm bên em được cập nhật từ Hà Nội. Em vừa mới đi lấy hàng về và đã cho ra mắt rất là nhiều cái mẫu sản phẩm mới. Hôm nay thì sẽ theo dõi buổi live cũng như là video của em để xem trực tiếp những mẫu hàng bên em đẹp, xuất sắc và chất lượng như thế nào ạ. Ok nhá, em bắt đầu giơ nha mọi người ơi. Hôm nay em về rất là nhiều mẫu mới luôn, cả áo rét lẫn áo khoác nhá. Đây, em mới bắt đầu về cho hai con da xuất xưởng, da xịn luôn các bạn nhé. Đây là mới treo, nó nhăn thế thôi chứ em treo hôm nay mai là nó sẽ phẳng hết da luôn. Đây ạ, con này là mã này là mã 002 và mã này là 029 nhá. Mã này là mã 029 này, mã này là mã em bán thông dụng nhất này. Rất là sang chảnh luôn, cái mẫu da này em bán thật sự là không biết bao nhiêu con năm ngoái luôn, mà năm nay em vẫn tiếp tục áo da cho các chị nha. Con này thì hơi nhìn nó ăn chơi hơn một chút bởi vì nó là cổ vét. Đây ạ, chị nào không thích cổ đứng thì chúng ta mặc cổ vét. Đây, con này mặc đi làm đi chơi nói chung là đi học ok. Còn con này là cổ tàu nhá. Ai lấy mã chốt mã 002 và mã 029 thì chốt cho em. Hai mã này em bán trên live cho các chị. Giá của nó trên live nha các chị nha. Hàng da xịn sò luôn chứ không phải là hàng da đều đâu. Cái da này các chị em lau nước thoải mái luôn bởi vì bản thân em đang mặc cái con 029 này này. 3 năm rồi, đến cả mùa năm nay là 3 năm rồi mà em lấy chính hàng của nhà em để mặc luôn. Với lại tất cả các khách nhà em đã mua áo da rồi đều có một cái cảm nhận là ít nhất là phải mặc được qua mùa thứ hai. Nên là các chị em cứ yên tâm, da nhà em đi, tối qua em còn bán được một con áo da cho một cái anh, cho một con áo da cho một chị là được một anh người yêu mua tặng, giá của nó là hơn 400k, em bán chiên cho mọi người. Vậy thì con áo da này ai lấy một trong hai mã này hôm nay em cũng bán giá chiên hàng đầu mùa các chị nhá. Các chị có thể đến quầy thử trực tiếp thoải mái luôn, không phải lo về chất hay là về da như nào, đủ 3 size S, M, L. Tương đương từ 38 cân cho đến 60 cân là mặc vừa các chị nhá. Con này đầu tiên là mã 002 này, cũng đủ 3 size S, M, L này. Con này em vừa mới bỏ ra nên nó hơi nhăn một chút thôi. Với lại con này là con mã 029 này, 029 và 002 nhá chị em nào. 002 này và 029 này chốt trên live giúp em Trang là 420k. 420k hai con áo da này nhá. 420k hai con áo da này cực kỳ xịn sò luôn. Da nhà em thì em đảm bảo bảo hành cho các chị em 90% là các chị em mua mặc ít nhất sẽ được 2 mùa trở lên, còn nếu các chị em giữ gìn một chút là 3 mùa 4 mùa bình thường luôn nhá. Bởi vì là em Trang đang mặc một con áo da hiện năm nay là năm mùa thứ 3 rồi, hôm qua khi em bỏ ra vẫn là rất là ok luôn mọi người ạ. 002 và 029 các bạn nhá, nhớ lưu ý mã ai giúp mình với 002 và 029. Áo da bao nhiêu em? Chị Luyến ơi qua thử đi, áo da em mới lấy về bán giá chiên trên live cho mọi người, giá là 420k nhá. Hai con khoác bomber, con này nó là da lộn nhưng mà da lộn của nó là đẹp dã man luôn. Đẹp dã man luôn, con này em khoác thử cho mọi người xem này. Con này là mẫu mới toanh luôn ở dưới chợ luôn các chị nhá. Mẫu mới toanh luôn này này, trần lót rất là xịn sò luôn, ok chưa, đẹp chưa. Đẹp thật, đây, các chị nhìn giúp em này. Ăn chơi đừng hỏi luôn con bomber này. Màu trắng cực kỳ sang chảnh các chị nhá. Con này chốt giúp em là B nhá, áo khoác B nhá, áo khoác B này. Chốt giúp em là B đen B trắng. B đen B trắng trên line 220k. B đen B trắng trên line 220k các chị ơi. Đây các chị nhìn này, hai lớp của nó đẹp cực kỳ luôn và cái hình này là cái hình nó đã. Hình này là hình nó in vào áo chứ không phải là hình dán nên mọi người yên tâm là không sợ bị bong chóc gì nhá. Con này bao cho các chị em thoải mái là 60 cân đổ lại thoải mái vừa. 60 cân đổ lại thoải mái vừa, 65 cân khi cũng vẫn vừa ấy các chị ạ. Đẹp lắm luôn các chị ơi. Form rộng thoải mái luôn. Bomber nhá. Bomber này, bomber đen và bomber trắng này. Giá trên line là 220k các chị nhìn thấy không? Cái này cũng không phải là da lộn mà gần như nó là nhung ấy các chị ạ. Nó là nhung, rất là xịn sò luôn. Con này thì có phải 65 cân vẫn vừa nhá. Chốt cho em đen trắng 220k vậy ạ. 220k trên line chốt giúp em. Em đây. Các chị em nào có nhu cầu muốn mua phụ kiện dây lưng ví da thì em cũng có đấy ạ. Dây lưng đây. Hôm nay em về rất là nhiều mặt luôn. Đẹp lắm mọi người ơi. Giá ở trên live bán cho các chị em chỉ có 55k thôi, rẻ không ạ? Quá rẻ luôn. 55k một chiếc thắt lưng thôi. Bán giá chiên cho các chị em nào mà hay đi quần bò này, chân váy này mà có đai các chị em nên mua cho mình một cái thắt lưng như thế này. Giá rất là rẻ. Đây. Đây này, rất là nhiều mặt luôn các chị nhá. Rất là nhiều mặt luôn này, em không rơi được hết các mặt đâu. Đây này, các chị nhìn thấy không? Đó, các chị nào mà muốn mua thắt lưng có thể comment hoặc inbox cho em cũng được để em chụp ảnh từng mặt cho các chị nhá. Giá trên live chỉ có 55k thôi. Lúc nào chị không thử lấy được áo không chị bảo chưa. Em không nhớ áo nào đâu chị Luyến ơi, bởi vì là em nhiều việc quá nên em không nhớ được áo nào cả chị ạ. Chị có gì thì chị qua quầy nhắc lại giúp em nhá. Ghen bụng hôm nay về thêm các bạn nha. Ghen bụng bản chống gập này. Cái này thật sự là bán kèm cho mọi người mua váy vóc thôi chứ cái bản này thì bán quá là rẻ. Bán tại shop thì có bao nhiêu?
bán tại shop mới có giá là 80k hay sao ấy, rẻ lắm mà đẹp. Cái này bán chống gập thoải mái, bụng béo sồ xề 65-70 cân, mặc cái này vào bụng gọn cực kỳ luôn. Con này chốt trên like giúp em là 75k, có màu da và màu đen nhé, có màu da và màu đen 75k trên like giúp em đấy ạ. Đấy 75k cái chống cái bản chống gập này rất là xịn luôn, mặc body các kiểu mà không có cái bản này rất là phí các bạn ạ. Đó, tiếp theo em về xem set này. Set này là mẫu mới tinh của đầu mùa năm nay luôn, được một set hai món rất là xịn luôn. Một set hai món rất là xịn luôn các chị nha. Chờ em một chút. Chờ em một chút, hàng đang bóc rồi, rất là nhiều hàng luôn. Hàng này các chị em công sở, học sinh, sinh viên mặc đều được. Khối có thể là mặc áo rời cũng được mà mặc cả set cũng được, mà set hai món em nói giá các chị em chỉ có giật mình thôi. Chia vào cái sao đấy. Cái em mà nói giá các chị em chỉ có giật mình thôi, bởi vì giá rất là rẻ luôn. Cả set chia ra quá là rẻ luôn các chị ạ. Một chiếc áo sơ mi chấm bi, một chiếc áo sơ mi chấm bi ở bên trong xịn sò, có hai màu, một da và một trắng đây, đẹp lắm mọi người ơi. Không mua thì thật sự là rất tiếc, rất phí luôn. Có cái này bên này. Đây các bạn nhìn thấy không, một chiếc sơ mi lụa này. Cái này bình thường em đang bán tại shop áo giờ là 160-170k các chị em nhá. Áo giờ là 160-170k, nhưng mà hôm nay em lấy cái set này nó có cả di lê kèm theo. Nó có cả di lê kèm theo, các bạn nhìn thấy không, một cái di lê xịn sò chưa. Cái này kể cả công sở này, học sinh, sinh viên này, vân văn phòng các kiểu là mặc được hết, phối với sơ mi bên trong. Các chị em mua set này thì được hai món luôn. Mà sau này các chị em không thích phối với áo này, các chị em có thể phối với một cái áo khác đều ok luôn ạ. À, bên trong miễn là sơ mi hoặc là thun thun ôm sát gì đó, ok chưa? Chuẩn bị nghe giá set để chốt ạ. Chuẩn bị nghe giá set để chốt đây các chị nha. Rất là rẻ luôn, mã này là mã đầu mùa luôn, hàng mới tinh tong luôn. Đây các chị ơi, đây nguyên một set của nó là như thế này, nguyên một set hai món của nó là như thế này, xịn chưa ạ? Từ cái sơ mi đến cái len nó đều rất là chất luôn các chị nhá. Một set hai món như thế này em chốt trên like cho chị em nào lấy cái set này, giá của nó sẽ là 225k, 225k kèm giá kèm số điện thoại giúp em nhá. Có hai màu, màu đen, màu be và màu trắng. Áo thì như nhau, áo bên ngoài thì như nhau, các chị lưu ý giúp em, nhưng chỉ khác mỗi cái áo bên trong là chấm bi trắng và chấm bi be thôi. Nếu bạn nào lấy chấm be chốt chấm be giúp em, bạn nào lấy trắng chốt trắng giúp em. 225k kèm giá kèm số điện thoại em sẽ chốt trên like cho các chị. Giá cực rẻ luôn cái set này, em nói thật không mua quá phí luôn. Cái set này không mua quá là phí luôn các chị ạ. 225k. 225k. 160-170 rồi. Đây lồng cái này là xong, mang ra chỗ kia chiều hãy xem cho. Con áo này hôm nay em về thêm hai màu cho các chị này. Màu đỏ bắt đầu xuất hiện này. Có màu đỏ, màu vàng, màu trắng và màu đen, màu hồng, 4 màu cho các chị nhá. Hôm nay em về thêm màu đỏ cho các chị này. Màu trắng thì phối rất là dễ này. Ai lấy con này chốt trên ai giúp em là 139k len lỗ nhá. Len lỗ 139k hoặc là len 139k kèm màu, kèm màu, kèm số điện thoại giúp em. Trắng, đen, đỏ, hồng, vàng, 5 màu tất cả các chị nha. 139k thôi, cực rẻ luôn, em bán trên live. Ai mua được hàng cũng phải nói là chất rất là đẹp và giá rất là ok luôn. Nên là mọi người ai chưa mua thì cứ mọi người cứ mạnh dạn mua đi. Bên em không ưng có thể đổi được thoải mái luôn ạ. Bên em không ưng đổi được thoải mái nha. Một mẫu len mới tiếp tục về hàng. Một mẫu len mục nơ tiếp tục về hàng. Mẫu này hôm qua kia về bán 20 tháng 10 về một cái hết sạch hàng luôn các chị ơi. Đây các chị thấy không? Cái gấu của nó bo rất là to. Cái này các chị em phối chân váy hoặc quần cạp cao hoặc tất cả các thể loại quần từ baggy đến quần ống len, ống sum vân vân đều được hết. Rất là xinh luôn. Màu nút, màu hồng và màu trắng em chọn cho ba màu rất là dễ phối đồ. Màu nút, màu hồng và màu trắng, chị em nào ưng có thể chốt giúp em. Màu nút, màu hồng và màu trắng. Áo này em bán trên live cho các chị em, giá của nó chỉ có 149k thôi. Len lì đẹp cực kỳ luôn, hàng đầu mùa. Tay của nó này các chị này bo to, rất là đẹp luôn, sang chảnh chảy chung. Ai lấy mã len này chốt giúp em, len be kèm màu kèm số điện thoại, len be 149 kèm số điện thoại giúp em sẽ chốt cho các chị ạ. Ba màu các chị lưu ý giúp em là trắng, hồng và be nhá. Trắng, hồng và be 149k. Trắng, hồng be 149k. Một con len khuy nhá. Cắt này đi.
Một con len khuy này về tiếp các bạn nha. Về thêm hai màu trắng và hồng, hai màu dễ phối đồ nhất cuộc đời luôn các chị ơi. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Hai màu nào cũng rất là xinh. Cái này mà phối với chân váy dài hoặc quần ôm sát hoặc quần baggy vải thì chắc đừng hỏi luôn ạ. Hàng bên em tất cả đều là hàng tuyển chọn mẫu mã mới cực kỳ và chất đẹp, ok cho các chị chưa? Mã này cũng chốt trên live cho em là len khuy 149K kèm màu kèm số điện thoại. Con này hôm nay em về được thêm hai màu trắng và hồng. Ở nhà em như là hết rồi, hình như chỉ có hai màu độc quyền thôi. Trắng và hồng nha, da nào cũng đi được, từ da đen, da sạ, da đen, da trắng, da nâu vân vân đều đi được. Cái hai màu này rất là dễ phối đồ luôn. Nếu chị em nào mình cảm thấy mình không tự tin cho màu hồng thì em chốt màu trắng giúp em. Chỉ có 149k len khuy nhá. 149k len khuy ạ. Ok. Con áo màu nút này hôm nay em về thêm nhá. Hôm nay em về thêm cho các chị đây, màu nút về độc quyền màu nút luôn. Màu này bán rất là chạy hàng luôn, ai đến thử màu nút và thích nhất là màu này, phối đồ cực dễ mà nhìn sang tây. Nên là chị em nào lấy áo này chốt trên live giúp em là 129k nhá. 129k con màu be này trên live giúp em với. Con này bên em vẫn còn đủ trắng vàng và đen các chị nhá. Ai thích lấy màu nào có thể chốt cho em màu đấy. Các chị không ưng có thể qua quầy thử sang đổi sang màu khác bình thường luôn ạ. 129k áo màu be nhá. Áo màu be 129k. 1 con len cổ 3 phân. Con này cũng không phải là cổ 3 phân đâu, nói chung là cổ tương đối là thoáng. Đây ạ, à, một con len cổ len mông tơ ghi mặc cho mùa này luôn. Con này à, các chị em mặc trong áo vest này, áo khoác dạ da, hoặc là các bạn mặc trong cardigan len các thứ, các bạn phối chân váy rất là ok luôn. Phối với quần bò cũng được hoặc quần boy cũng được. Nói chung là tất cả các thể loại quần hoặc chân váy mùa này cực kỳ dễ phối đồ luôn. Áo này em chốt trên like cho các chị em, giá chỉ có 110k thôi, có hai màu nhá. Nhớ là kèm giá cho em bởi vì là có rất là nhiều mẫu mã, đâm ra là em sẽ không nhớ được hết tất cả các mã hàng. Các chị em cứ kèm giá giúp em là em sẽ nhớ ra hàng luôn đấy ạ. 110k các bạn nhé. Thì đây, không thể phát video. Đây là các bạn quay đó. Có cái áo da bạc không chị? Em ơi, áo da bạc thì phải đặt chị mới lấy nha em nhá. Chị không bao giờ lấy áo da bạc sẵn luôn. Chào Mỹ Linh, chào nàng, chào Phạm Anh, chào chị Kim Điệp, chào Hà Úc, nhiều người xem quá. Chào Quyên Vũ, chào Lịch Phạm, chào tất cả mọi người, chào 70 người đang xem live của em nhá. Chào 70 người đang xem live của em nhá. Em tiếp tục giao hàng cho mọi người đây. Em tiếp tục giao hàng cho mọi người đây mọi người ơi. Con quần sớ này, nhưng mà cái chất này không phải là chất giống mùa hè các bạn nhé. Không phải là cái vải xốp xốp mùa hè đâu, mà vải của nó là vải xịn luôn đấy các chị ơi. Cái mẫu này mùa này phối với áo thu đông hoặc áo crop top cực kỳ sang chảnh luôn, đi giày thể thao phối với áo thu đông giúp em nhìn cực tây và cực trẻ trung luôn. Hai mẫu tăm khác nhau để ý cho em này. Đây là tăm nhỏ này và đây là tăm to này. Quần này chốt trên ai giúp em là 139k thôi, nhưng mà cái chất của nó không phải giống chất mùa hè, các chị em lưu ý giúp em nhé. Con này chất hoàn toàn khác luôn. Em mới phát hiện ra cái nhà này chất cực kỳ rẻ và đẹp luôn. Nên là mọi người lấy cái mẫu nào thì có thể chốt cho em trên like. Yên tâm về giá, em bảo hành chất với giá ở quầy là như nhau. Không phải là hàng em like này là chất khác mà hàng ở quầy là chất khác đâu. Mà hàng em like này tất cả là đều là hàng ở quầy. Nên chị em nào chốt trên like mà không ưng có thể đến quầy đổi bình thường các chị nhá. Bởi vì hàng này không phải hàng sale nên các chị có thể đổi thoải mái luôn. Ai chốt quần tăm to chốt cho em tăm to, ai chốt tăm nhỏ chốt tăm nhỏ cho em, chỉ có màu đen duy nhất thôi. Mùa này em chỉ lấy màu đen để cho dễ phối đồ cho các chị nhá. Tăm to tăm nhỏ chốt cho em 129k thôi ạ, rất là rẻ luôn trên live. Ống thun các bạn nhá. Ống thun thì chẳng bao giờ hết hot luôn đấy ạ. Con váy này còn một bạn đây. Ok, con này con váy thần thánh này lại về thêm này các chị ơi. Con váy thần thánh này về bao nhiêu cũng không đủ luôn, về bao nhiêu hết rồi luôn. Hôm nay em cho thêm màu đen về nữa ạ. Em cho thêm màu đen về nữa. Con này chốt trên like chốt em là váy 249 nhá. Váy 249k. Rất là xinh luôn đấy ạ. Màu đen và màu be hai màu bán chạy nhất luôn, nhưng mà màu đen hôm nay em mới lấy này. Màu đen hôm nay em mới lấy nên là chị em nào mà lấy hai con váy này chốt giúp em là váy ngọc cũng được. Mà váy ngọc hoặc là váy đen váy be 249 nhá các chị nhá. 249k rất là xinh luôn, size S. Size S các chị ơi. Size S bao cho các chị em 52 cân đổ lại, size M bao cho các chị em 55 cân đổ lại, thoải mái vừa ạ. Ui, con váy này thần xinh chưa? Đây, cái thắt lưng này bỏ vào đâu này? Cái kia nó bị gãy rồi, anh ấy đi. Đây các bạn ơi, mẫu này đang mới về nhá. Con này hôm nay em cho về màu trắng thêm này, xinh chưa? Con này cứ về bao nhiêu lấy hết bằng đấy, đảm bảo là không ai mua ở đâu được con váy đẹp, bánh bèo đẹp mà giá rẻ như bên em luôn. Hôm nay về màu trắng rồi, dành cho những chị em nào thích màu trắng, thích sự tinh khôi, thích sự trẻ trung, sang chảnh, lịch sự. Màu trắng đẹp nhỉ.
đẹp nhỉ. Size S. Các chị nhìn thấy dáng của nó không ạ? Con này năm, con này size S bao cho chị em khoảng 53 cân đổ lại nhá, và size M bao cho chị em khoảng 57-58 cân đổ lại, có màu trắng và màu hồng. Có màu trắng và màu hồng ạ. Đây, cực xinh chưa? Con này mà hôm qua mà bán 20 tháng 10 thì đúng là không còn hàng luôn. Nhưng mà hôm qua em lấy có đúng 1-2 con thì em bán hết bèo luôn. Xinh lắm luôn ý, cái váy này gọi là năm nay thật sự nói với các, nói thật sự với các bạn là năm nay tất cả từ mẫu bánh bèo lẫn váy tớ đều bán rất là chạy, bởi vì mẫu má rất là đẹp luôn. Mà bây giờ chỉ cần chờ lạnh xuống thôi thì hàng nhà tớ về rất là nhiều những cái mẫu len cực kỳ đẹp và hit hot luôn. Đây, một con này là gọi là con màu hồng, ai lấy màu hồng thì chốt màu hồng, ai lấy váy trắng thì chốt màu trắng cho em. Con này chốt trên like cho các chị em 239k, các chị em không ưng có thể qua quầy ưng đổi mẫu khác, ok thoải mái không sao đó chưa. 239k có rẻ không ạ? À? Quá rẻ luôn đúng không? Con này thì thị trường đang bán trên giá trên 300k các chị nhá. Trên 300k nhá, em không nói điêu, em nói điêu em mất lộc luôn, em nói thật sự luôn. Trên 300k nhưng mà ở shop em chỉ bán trên 200k thôi. Và trên live em chốt cho các chị em nào ưng mẫu này 230k, à 239k. 239k có hai màu trắng và màu hồng, chốt cho em váy 239 nhá. Váy 239 ạ. À. Xin chào Mai Thỏ. Đây một con váy suông cũng lại về tiếp tục, con này thì bán mỏi tay rồi các chị ạ, vì dáng suông này rất là dễ phối đồ luôn. Con này hôm nay em chốt trên like cho các chị em váy suông đen chỉ còn 229k thôi. 229k có rẻ quá không? Trời ơi. Con này nào mặc váy ok. Đây nha, con váy đen suông này chốt cho em, váy đen suông 239k. 229. Ừ, con này 229 các bạn ơi, sorry các bạn. Con màu đen này 239 nhé các bạn nhé. 229, 229 con đen suông này giúp em. 229 con đen suông giúp em đấy ạ. Hai con khoác len mỏng này, hai con khoác len mỏng thân dài trùm mông này, dành cho những bạn nào mà hay mặc váy vóc các kiểu và thích phối cái khoác len mỏng mỏng này. Hôm trước có rất là nhiều bạn đến hỏi mình những cái khoác len mỏng mỏng như này nhưng mà mình hết sạch. Hôm nay mình bắt đầu về thêm cho các bạn hai màu be và màu đen, hai màu hot nhất, phối đồ gì bên trong cũng được, xanh đỏ tím vàng hồng vân vân, đều có thể khoác hai cái áo này ở ngoài. Và nhất là các chị công sở, các chị phối chân váy với áo, buổi sáng đi làm xe lạnh các chị có thể phối một chiếc áo này khoác lên người, nó rất là nhẹ thôi mà buổi trưa các chị sẽ không bị cảm giác nóng. Con này em chốt trên like cho các chị em giá là 159k thôi, rất là rẻ. 159k khoác len dài các chị nhá. 159k chốt cho em trang áo len, à khoác len 159k màu be và màu đen ạ. À. Khoác len 159k các chị nhớ giá giúp em với, bởi vì hàng rất là nhiều luôn. Em không thể nào mà nhớ từng mã hàng luôn được ạ. À. Tôi cũng đi qua nhà bà nhiều quá nhưng mà bởi vì tôi cũng quên bà. Hầu như là 1-2 ngày nào tôi cũng có ngày nào tôi cũng có đơn hàng ra ngoài kia tôi cũng đi, nhưng mà tôi cứ đi vèo qua nhà bà tôi chẳng nhớ cái gì luôn bà ơi. Ok hôm nào bà vào cũng được mà. Một mẫu thu đông có mũ dành cho tất cả những bạn sinh viên hoặc là những cái bạn nào theo phong cách trẻ trung phì tin. Áo thu đông này bên mình rất là nhiều mẫu mã các bạn nhé, các bạn có thể đến quầy thử trực tiếp. Rất là nhiều mẫu luôn, từ dáng vừa, dáng rộng và dáng dấu quần dài cũng có luôn đấy ạ. Mã này có là áo thu đông có mũ, các bạn chốt thu đông có mũ hoặc là chốt áo mũ giúp mình ở trên line là 149k các bạn nhá. 149k nhưng mà cái chất thu đông của nó đẹp lắm các bạn ơi, các bạn có thể nhìn gần giúp mình. Và cái chữ này là chữ thêu các bạn nhá, không bao giờ sợ sợ bay chữ hoặc là sợ bong chữ các bạn nhá. Chốt trên line giúp mình áo mũ 149, màu trắng, màu vàng và màu hồng ạ. Mình toàn lấy những cái màu dễ mặc hit hot và trẻ trung thôi. Những cái màu xanh, màu đỏ hoặc là màu đen mình ít khi lấy lắm. Thật ra những màu này cả tất cả các bạn tầm 60 cân vẫn mặc vừa ok mà không sợ bị lộ người các bạn nhé. Áo mũ 149 kèm màu, kèm số điện thoại giúp mình với ạ. Áo thun này, áo thun kẻ này, con thun kẻ này mình bán trên line cho các bạn giá chỉ có 55k thôi. Bạn nào ưng mẫu này có thể chốt trên line giúp mình, nó còn một màu đâu nhỉ. Con này nó khác hoàn toàn giữ nhiệt các bạn nhé. Con này nó khác hoàn toàn giữ nhiệt. Đây mình có thể tháo một cái cho các bạn xem. Nó là chất thun co giãn 4 chiều. Cái này 65 cân đổ lại thoải mái vừa luôn. 55k trên line có quá rẻ không ạ? Đấy các bạn nhìn thấy không? Con này mặc thời tiết mùa này là quá là ok luôn. Không cần phải len dày quá đâu các bạn ạ. Chỉ cần một con này mặc bên trong và các bạn mặc thêm một cái áo khoác bên ngoài là có thể làm đi ra ngoài mà không sợ lạnh, mà con này giữ nhiệt, chắn gió ngang với lại áo giữ nhiệt luôn đấy ạ. Ấm ngang giữ nhiệt luôn các bạn nhé. Đây mới về luôn, hôm qua cũng
để khách hỏi mình không còn hàng. Người ta mua tặng ấy, hôm qua mình bán được con này đi tặng rất là nhiều luôn. Đa phần là người ta sẽ lấy một đôi, bởi vì thật ra hai cái áo chỉ có 100.000, mà hai cái áo 100.000 các bạn mặc hết một mùa thì các bạn bỏ cũng rất là ok rồi, rẻ đẹp mà mặc lại còn bền, vứt máy giặt tẹt ra luôn ạ. Không sợ bị bong, bị bay xù hay là bị nhăn hoặc là bị dão vải luôn, bởi vì con thu đông này mình đã bán quá nhiều luôn rồi. Mình đang hiện tại đang còn cả màu be nữa các bạn ạ. Con này cũng là thu đông của mùa này này, màu vàng, màu đen và màu trắng. Con này ai lấy trên line chốt giúp em là 110k thôi. 110k áo thu đông này rất là dễ mặc luôn, phối đồ cực kỳ ok mà bao cho các chị em khoảng 60 cân đổ lại, con này không hề bị lộ người luôn. Các chị em nhìn thấy không? Nó có độ co giãn 4 chiều này. Đây này, 60 cân đổ lại tầm như em là các chị mặc ok thoải mái luôn nhá. Chốt giúp em áo len 110k thôi. Áo len 110k trên line chốt giúp em với ạ. Một con váy body kẻ. Một con váy body kẻ rất là xinh luôn đấy các bạn ơi. Mùa này các bạn rất là mặc đồ, thích mặc đồ body và đi giày thể thao cũng để khoác với áo bò hoặc áo da đúng không? Tất cả những cái mẫu này bên em đang bán với giá trên la cho các chị em, giá chỉ có 145k thôi các chị nhá. Body chất cotton tông, co giãn 4 chiều, 60 cân đổ lại ok thoải mái vừa luôn. Ok thoải mái vừa luôn. Một con sơ mi thần thánh này. Shop hàng đầu mùa mới ra này. Còn đây là cái áo sơ mi mà đang rất là hot trên thị trường, mình hôm trước vừa về hết sạch rồi. Hôm nay bạn nào lấy trên line chốt giúp mình áo sơ mi này là 149k nhá. Cái này hôm nay mình về được đúng 1-2 cái thôi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt sơ mi 149k và chân váy xếp chốt giúp mình mã này cũng là 149k luôn. Shop đầu mùa các bạn nhá. Hai size SM 3 các bạn, 40 cân cho đến 60 cân đổ lại luôn. Cái này bên trong có quần này. Cái này bên trong có quần nên là các bạn yên tâm là mặc không sợ bị hở đâu. Các bạn nào bạn vừa chốt áo nhưng mà không đọc được bình luận. Đây nha các bạn nào chốt áo sơ mi giúp mình là 149 và chân váy shop là 149 nhá. Nếu mà lấy cả set này mình sẽ ưu tiên là 290k cả set các bạn nhá. Áo giữ nhiệt chỉ vừa like bao nhiêu cơ. Áo thun Loan Uri ơi, để cho em áo giữ nhiệt. Áo giữ nhiệt còn rất là nhiều. Chiều nay em vào lấy tự chọn nha. Loan ơi, cái áo chị vừa dơ này nó là áo thun, còn giữ nhiệt nó là một màu em ơi. Áo thun này 55k nha, 55k thun này chất ok hơn giữ nhiệt rất là nhiều luôn mọi người ơi. Co giãn 4 nhịp chiều, 65 cân đổ lại thoải mái vừa nhá. Ai lấy cả set này chốt cả set là 290k, còn nếu bạn nào lấy lẻ sẽ là 149k cả set, à 149k một sản phẩm nhá. Con chân váy nhung này như Quyên mà coi này. Cái này đẹp mà. Cái thử lên đi. Con này thoải mái em vừa. Đang bán hàng với mình. Con chân váy nhung này, con chân váy nhung này hàng đầu mùa 2 tầng, con này có cái mặt này nó rất là xinh luôn, phối đồ rất là ok luôn này. Con này có đủ 2 size SM nhá. Con này 2 size có free size. Con này free size các bạn nhá, free size. Con này bao cho các bạn 40 cân rồi đổ lên là vừa. Nếu bạn nào mà bé bé quá mình có thể móc bụng cho các bạn. Bạn nào mà tầm khoảng 50 cân hoặc 48 cân đổ lên đến khoảng 60 cân là con này mặc chấp rất là ok luôn đấy. Có một cái con nào để phối cùng cái áo này. Đây ví dụ như chẳng hạn nôm na là như thế này các bạn ơi. Cái chân váy này có thể nó rất là thần thánh. Đây. Chờ mình một chút mình có thể phối để hình dung cho các bạn hình dung này. Đây ạ. Đó các bạn nhìn thấy không? Đây các bạn nhìn thấy đi. Đó.
Các bạn có thể phối cái chân này với bất kỳ một cái áo nào, từ bánh bèo, áo thu đông, sơ mi vân vân các kiểu đều ok. Và chân váy này mình chốt trên like cho các bạn, giá của nó sẽ là 155k nhá. 155k chân váy da nhung này, bạn nào lấy trên like cho mình 155k các bạn nhé. Đến quầy không có giá này đâu. Nhung của nó xịn sò lắm các bạn ơi, thật sự luôn đấy ạ. Con này cực xinh luôn, mình không phải là tem của bánh bèo quá nhưng cái con này mình thấy là mình đã ưng luôn rồi. 155k chân nhung, 155k chân nhung ở trên like giúp mình. Chất xốp về khai size SM 149k các bạn nhé. Toàn là hàng xịn sò luôn. Một con yếm nhung màu nâu tây, một con yếm nhung màu nâu tây dành cho bạn nào cá tính xinh chưa? Đó, em con này không có đai tháo à? Không có được gì. Con này là con yếm nhung màu nâu tây này các bạn này. Con này bao cho các bạn từ 38 cho đến khoảng 48 cân thôi các bạn nhé. 38 đến 48 cân thôi. Bạn nào lấy con này chốt trên like giúp mình là yếm nhung 179k nhá. Yếm nhung 179k, những cái này mình có thể xử lý được các bạn ạ. Các bạn đến đây mình có thể xử lý phúc cho các bạn sau cũng được nha, nếu các bạn sợ khó vào. Em hai chiếc nhé Loan ơi, em lấy màu gì? Em lấy màu gì? Chị đang có 5 màu em ơi. À chị đang có 6 màu nhá. Em chốt 2 chiếc. Loan Uri, chị biết em rồi nhưng vấn đề là chị đang có rất là nhiều màu, em chọn giúp chị với. Đây là màu hồng này Loan này. Màu hồng này, kẻ trắng này, kẻ xanh này. Kẻ xanh này. Và đây là hai kẻ xanh nữa. Đây là xanh rêu nhá, đây là gọi là xanh rêu này, kẻ hồng này, kẻ hồng, kẻ trắng, kẻ đen và kẻ xanh rêu. Đây, nôm na là như nào? Hai màu này giống nhau quá, mấy màu này giống nhau quá. Loan ơi, à tí nữa chị chụp màu chị gửi nhắn tin cho chị đi. Nhắn tin cho chị đi, tí nữa chị sẽ chụp tất cả các màu chị cho em chọn nhá. Tí nữa chị chụp các màu chị sẽ cho em chọn cho dễ nhá. Bây giờ trên like chị cũng sắp hết rồi. Đây là chị để tí chị like chị chụp cho em. Ok Loan Uri nhá. Một con yếm nhung này, một con yếm nhung trên like là 179k các bạn nhé. Lưu ý giúp mình với kèm size, kèm giá, kèm số điện thoại giúp mình thì mình mới chốt đơn hàng cho các bạn được. Đây các bạn ơi, bộ lụa tim này, bộ lụa tim này, đó rồi em bóc. Bộ lụa xịn sò chưa các bạn ơi, xinh chưa, yêu chưa, màu này quá là sang chảnh luôn này. Bộ này đẹp dã man luôn ý. Bộ này ai lấy trên like chốt giúp em là bộ lụa tim 149k nhá, lụa hàng loại 1 luôn. Đấy, các bạn vò thoải mái luôn, không hề nhăn. Không hề nhăn và xước vải đâu, nên là các bạn mua bộ lụa bên mình các bạn biết rồi đúng không? Bộ lụa bên mình không cần phải quảng cáo nhiều, kể cả từ bộ cọc tay cho đến bộ tay lụa, tay quần, tay áo cọc tay dài và đến bộ quần tay dài và áo dài. Mình không bao giờ lấy hàng rẻ các bạn nhá. Mình bán ở shop mình không bao giờ lấy hàng rẻ, mình phải lấy hàng chất lượng cho các bạn mua, các bạn phải ưng và ok. Đây các bạn ơi, bộ tim này chốt trên like giúp mình là tim 149 này. Tim 149 này, đây là một mẫu khác hoàn toàn luôn. Trời ơi, sờ cái lụa của nó sướng dã man luôn các chị ạ. Sờ cái lụa của nó thật sự là quá sướng luôn, mềm nhỉ. Sờ ok em, ok em. Đây bộ lụa xanh tím than này. Bộ này có 3 màu. Bộ đỏ đẹp nhỉ. Thì nó mới đẹp. Nó thật sự là như vậy. Đây này, bạn nào lấy đỏ tươi thì chốt đỏ tươi, bạn nào lấy xanh than thì chốt xanh than. Và còn có một bộ màu hồng nữa, màu hồng mình treo ở trên. Nên hôm nay mình về thêm hai màu này cho các bạn. Bộ lụa này bao cho các bạn 40 cân cho đến khoảng 55-56 cân đổ lại các bạn nhé. 38, 40 cân cho đến 55-56 cân đổ lại luôn. Xanh than và đỏ tươi và màu hồng. Bạn nào chốt bộ này trên like giúp mình là 145k thôi. 145k bán trên like cho các bạn. Nhưng mà lụa của nó là lụa loại 1 các bạn ơi. Các bạn sờ cái lụa này á, sướng dã man luôn ý ạ. Ở đây có cả kẻ đen nữa, quên mất. Áo giấy chị ơi, Hiền Hiền, Hiền Hiền ơi, áo giấy đen chị ơi, áo giấy đen chị có, tay dài trễ vai chị có em nhá. Chờ một chút nữa, chờ một chút nữa chị lấy cho xem. Kinh khủng không? Đây em ơi, áo
áo giấy đen nhá, áo giấy đen chị có đủ màu luôn, nhưng mà chị giơ tạm cho em xem một chiếc này. Áo giấy đen cổ rộng này có thể để lệch vai được các bạn nhá, lệch vai và để cổ tự nhiên được. Ai lấy trên live chốt giúp mình là áo giấy đen này giá chỉ có là 90k thôi. 90k áo giấy đen này, chốt trên live giúp mình 90k các bạn nhá luôn. Áo giấy đen kèm màu kèm số điện thoại 90k. Nó có màu hồng này, màu trắng, màu be và màu đen. Nên bạn nào lấy màu nào thì chốt giúp mình 90k trên live thôi các bạn ơi, quá là rẻ luôn đấy ạ. Hiền ơi, em có thể qua shop đi, bởi vì bên này chị có nhiều màu để cho em lựa chọn nhé. Chổi với xô rác ở góc kia về đi, hôm qua chị mượn đấy. Vâng ạ. Sao nay mà anh nghỉ à? Vâng, hôm nay bọn em đi ở gốc cây, gốc cây, gốc cây, gốc cây, gốc cây, gốc cây. Nó phải nó kia. Thằng Bảo xuống kia. Thằng Bảo chưa? Anh Bảo xuống rồi nhưng mà đang đi rồi. Nhìn bộ thể thao giúp mình này, đẹp dã man luôn, không phải đẹp bình thường. Chào 600 anh chị em đang xem livestream nhá. Bộ trái tim chẳng bao nhiêu chị ơi. À, giờ cho chị xem mấy bộ đồ màu đỏ, hà bộ hạ ơi, hạ nắng ơi. Thấy em cho đấy gì? Nếu mà mày đứng đây, mày thấy mày đứng kia này không thấy. Em vào đây đi. Ok. Bộ trái tim trắng. Bộ trái tim màu be nhá, hạ nắng nhá, không phải trái tim trắng nhá. Bộ trái tim màu be chốt trên line giúp chị là 149 nhá bạn nhá. Còn chị Điệp ơi, những bộ ngủ này chị chốt trên line giúp em là 145k nhá. 145k nhá chị Điệp nhá. Những bộ này em chỉ bao cho các chị em khoảng 56 57 cân đổ lại thôi, nên là các chị em tầm cân nào thì nhớ lưu ý cân nặng giúp em. Không là các chị em mua về sẽ bị chật đấy ạ. Lụa hàng xịn loại 1 luôn. À đây chờ một chút, mình còn mấy mẫu nữa. Đây là bộ tim này, bạn nào lấy tim là chốt 149 này. À, bộ này thì em có cả màu đỏ phải không? Đây. Mã này là mã khác này, chị Điệp này. Chị Điệp có thể lấy cái mã này, ok này. Mã này ok luôn đấy ạ. Đây ạ, mã này là mã khác nha chị nhá. Mã này là chốt cho em là mã trơn đi. Mã này là mã trơn này, mã này cũng 145k này. Mã này cũng 145k, chốt trên like cho mọi người này. 145k nó có hai kiểu, một kiểu viền và một kiểu trơn đấy ạ. Còn này là bộ gấu này, bộ gấu thì có bốn màu này, gấu xanh, gấu đỏ, gấu xanh, gấu đỏ, gấu đen và gấu hồng nhá. Bốn màu bộ này sẽ là 149k trên like. Bộ gấu sẽ là 149k trên like ạ. Bộ nào 56 cân mặc vừa chị? Tất cả những bộ chị vừa xong 56 cân mặc vừa hết nha, hạ nắng nhá. Bộ tim 56 cân vừa thoải mái em ơi, vừa đảm bảo bảo hành em 100% là em vừa, bởi vì những cái bộ này chị bao cho 56 57 cân đổ lại thoải mái vừa. Bản thân chị là 57 cân và chị mặc ok lắm em ạ, nên là em không phải lo nhé. Nếu hạ nắng lấy bộ tim thì có thể chốt bộ tim cho mình nhá. Bộ thể thao này các bạn ơi. Một bộ thể thao bộ này sắc quá. Đẹp quá trời luôn. Đây các bạn ơi, các bạn nhìn cái chất u mì của nó chút giúp mình với này. Nó xịn sò dã man luôn các bạn này. Ui, bộ này mình mặc khi còn đẹp đấy. Bộ nào mình mặc cũng đẹp thế này để cả nhà mặc thôi các bạn ạ, không bán nữa. Đây các bạn ơi, bộ thể thao này các bạn thấy xịn chưa? Chắc chưa? Đây, các bạn có thể nhìn dáng mình mặc này. Ui, đẹp lắm các bạn ơi, bộ này là bộ size gì đây? Bộ này là bộ size M nhá. Bộ này có ML và X. ML, X bạn là bao nhiêu cân? Size M mà mình 57 cân khoác vừa, nên là bạn nào mà size M mà từ 48 cân trở lên vẫn vừa. L là tầm khoảng 60 cân vẫn vừa và XL là 65 cân nhá. Ai lấy bộ chanel đá này. Bộ này là bộ à chữ F, bộ chữ F màu đá, bộ chữ F đá này thì có thể chốt bộ chữ F màu đá cho mình. Giá trên line sẽ là 275k nhá. Bộ này hàng xịn sò dã man luôn các chị ạ. Bộ này xịn sò dã man luôn, chất u mì co giãn 4 chiều.
Bộ này không mua ở bên ngoài bình thường được với cái giá 275k đâu các chị nhìn này. Tất cả đá là được may vào viền quần hết luôn rồi ạ. Chất u mì có giãn. Mình các bạn nhớ đăng ký kênh Trang Vũ để ủng hộ mình và nhớ là bấm chuông để theo dõi những video mới nhất của mình ạ. Và nhớ là cho em những comment, nhận xét đánh giá bên dưới để em Trang có thể hoàn thiện hơn những video sau và ra những nhiều video hay hơn gửi đến tất cả các anh chị cũng như tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.